9 điều người trẻ nên nhớ để có một tương lai thành công. Có thể bạn không nhìn thấy con đường mình đi, nhưng trong tim bạn biết rõ nơi mình đến. Hãy mơ và làm những gì bạn muốn, vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội. Cuộc sống cũng như một trận đấu quyền anh, thất bại không phải là khi bạn gục ngã, mà là khi bạn từ chối đứng dậy lần nữa. Người ta bảo bạn đang đi sai đường, nhưng thật ra đó là con đường riêng của bạn. Người duy nhất không mắc sai lầm là người không làm gì cả. Con tàu rất an toàn khi neo đậu ở cảng, nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó. Muốn có được thứ chưa từng có, phải làm những việc chưa từng làm. Điều đáng sợ nhất mà một người phải đối diện không phải là thất bại hay mất mát, mà chính là mỗi sáng tỉnh giấc, không biết mình muốn gì, khao khát gì. Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp, và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim hoặc để lại bình luận cho mình biết với nhé.